Đây, hôm nay tôi đập hộp cho anh em quả loa Lenovo rồi nhá, hàng chính hãng này, nguyên siêu luôn. Đây, tem code chống hàng giả đây, yên tâm tôi bán hàng chính hãng 100%, không bao giờ bán hàng fake. Đập hộp nhá. Cái nào fake thì phải nói fake luôn, đây là chính hãng. Đây, mã vạch đây, ok chưa? Code đây, cào đây ra, mình có phải check được hàng chính hãng nhá. Hộp này nó có sách hướng dẫn sử dụng này, thẻ bảo hành này, phụ kiện của nó thì có dây sạc đây, có dây sạc Type-C nhá, một cái dây đeo nữa đây, cái loa này, đây là bản màu đen nhá. Này mọi người nhìn hàng xịn, nó khác bọt hẳn. Đây. Hàng hãng lớn thì nó thiết kế và hoàn thiện nó cực kỳ là khác bọt luôn. Đây là thay cho cái đèn, đẹp không? Có thể to nhỏ cái chỉnh cái độ sáng ở đây này. Nhỏ này, nó kiểu đèn ngọn lửa ấy, đèn lửa ấy. Để lưu diêu này, sáng đây này, sáng hết cỡ này. Đấy, mình thì điều chỉnh ở đây nhé. Còn đây là chân sạc này. Đây mình sẽ bật thử kết nối Bluetooth nhà cho mọi người nghe thử. Loa này nhỏ nhưng mà nó cực kỳ hay. Đây, nó cao khoảng độ 20 phân. Kết nối này. Đây, loa tên là Lenovo nhé. Ok. Bật ngoài TikTok đi, mic này đỡ bị bản quyền. Là điều ước mơ lớn nhất. Bàn tay anh đưa ra là nước mắt nước mây. Này không gian bao la cùng về cho thế giới ta. Tình yêu trăm năm nao hoa viết vào giấc mơ một ngàn. Đã từng khó xuyên qua đêm tình mộng vội đã lấn lơ. Nói chung là nghe giải trí trong phòng ngủ ấy, hợp lý. Bass thì nó không quá mạnh đâu, tại vì cỡ nó nhỏ mà, nó không phải là cái loa lớn. Nhưng mà nó dùng trong phòng ngủ hợp lý, vừa làm đèn ngủ vừa làm loa. Đấy, mà nó kiểu đèn thiết kế dạng ngọn lửa rất là hay, rất là đẹp. Ok anh em, một chút thì inbox nhé.